Các bạn, hôm nay Nhím sẽ review và lắp ráp Eclipse Gundam. Với một hộp to, Eclipse Gundam sử dụng bộ khung của Freedom Gundam 2.0 cùng với phần áo giáp mới, nên khi mở hộp ra, các bạn sẽ có đến tổng cộng 17 Runner bên trong. Tuy nhiên, sau khi lắp ráp xong, các bạn sẽ dư ra rất nhiều chi tiết thừa của Freedom Gundam, nên nếu như các bạn đã theo kỹ hướng dẫn và lắp ráp hoàn chỉnh mà vẫn còn dư ra các chi tiết thì các bạn đừng quá lo lắng nhé, không phải là do các bạn lắp sai đâu. Với cơ chế khớp mới, chắc chắn rằng các bạn sẽ có trải nghiệm rất thú vị đối với Eclipse Gundam. Về phụ kiện, các bạn sẽ có hai khẩu súng, trang bị vào tay một khẩu. Khẩu còn lại, các bạn có thể mở chốt và gắn vào váy bên hông. Nếu không thích thì làm súng, còn nếu không thích nữa, các bạn có thể rút từ bên trong ra, gắn tiếp hiệu ứng năng lượng vào là có một thanh kiếm ánh sáng rồi. Phần giáp tay có thể gắn thêm một tấm lá chắn vào nữa, trông cực kỳ đẹp nè. Đặc biệt, bạn nào thích robot biến hình thì con này có thể chuyển từ dạng robot sang dạng tàu vũ trụ luôn. Trông cứ như là Transformer vẽ. Cuối cùng, các bạn có thể sử dụng các bộ trang bị của Gundam khác cùng dòng Gundam Seed để có thể trang bị